Ê, nói vậy ha, ai mà điện thoại anh đi giao trộn bao giờ mà chê được, thiệt luôn. Nói chung làm cái đam mê mới làm chứ làm có đam mê rồi mình cứ lo cho rồi chẳng nói đâu. Bây giờ nhìn thấy được chưa? Cái đúc tự này được không nhỏ? Cái đúc tự được. Để đúc tự này được không? Mình được đó kìa, đuôi chạy đuôi kìa. Làm được này lắm, chê không? Thôi, chờ mở buông ra dù em đi tiểu nó giáp luôn rồi anh thích dài dữ lắm dài. Con này nó tơi là cho. Ta. Dạ. Mới. Dạ nó chưa có lớn nào nha. Chưa. Dạ. Dài bự dữ lắm. Làm sao được. Bầu cho bá. Có bao lâu nữa? Có bao lâu nữa? À, bữa nay cái tháng thiếu á là khoảng 28 thôi ta. 28 qua một tay ha. Chắc khoảng 14 15 tây xin ạ. 15 tây. 15 tây. Cái thằng này nó lên thừa hết trăm mấy 2 triệu. Nó chạy qua nó bắt 2 con bầu về đẻ 10 con. Đẻ 10 con xong xuống bắt thêm con bầu nữa, nó nói con này đẻ 4 năm nữa anh ơi. Trời ơi, trời nó hơi. Thôi nghĩ gì vậy? Nè, con trước rồi lớn rồi đó, 2 con á. Có 2 con à. Sao 3 con nè. 3 con nè. Ừ, thành quả rồi. Ôi, đuôi trắng luôn ơi. Đuôi trắng 2 con. Đã vậy? 2 đuôi trắng. Trời trời, sao không nguyên bạch tạng luôn dùm cái. Con này có đàn con lần trước con ngồi bật, sao này ngại lớn nó là chọc con ta. Ờ, hồi nhỏ anh, hồi nhỏ nó trắng mà sao. Ủa đúng rồi, con này có gen trắng không ơi. Con này trắng. Mấy con này ông để lại lâu quá nó đẻ ra con bạch tạng ha. Hả? Nè. Nè, hồi nhỏ là gì nè, hồi nhỏ chắc cứ là con này nè. Màu trắng vậy đó mà sao ngày lớn không trắng không rồi. Con lên nó lại lại. Con này nuôi con dữ ra. Cần hay nuôi con khéo. Con khéo cực kỳ ha. Không là lối gì chẳng hạn. Thì cần lắm. Đã dữ rồi còn gì nữa. Ừ. Trời ơi, tròn con nào con nấy nó dài. Con này hả, anh bắt con bự qua nè. Con bự qua, con 4 triệu mắt, con 12 triệu mắt sao đó. Quá trời, con đực mà sao đó, con này nó chậm phát triển ta. Thế bây giờ nó đâu bự không đâu. Hồi bắt về thì giờ anh thấy nó làm như có một cái... Phải anh dòm hoài nó dễ chứ, nhìn nó lạ quá. Được không, anh thấy nó vậy là... Quá trời, nó dài mà. Sao này là chứng đập chưa? Chứng, con này mà nhảy ác lắm. Mình có một cái... Nó đẹp chứ. Con này vuốt đầu luôn rồi, để anh vuốt luôn em rồi. Dạ. Anh cưng cỡ đó luôn á. Con xin hết là đủ hết đúng không? Hả? Con xin đủ hết. Thì rồi anh đủ hết luôn không? Dạ. Cho con này cũng đu trắng nữa nè. Dạ. Con này đu trắng nè. Con này trẻ. Thôi rồi. Ừ, có gì tôi chịu à, có gì á.
nghiên cứu làm thì đó nè, toàn ông chơi ông gái thôi. Trời ơi, con nọc này mà anh kiếm đầu ra con nọc này tầm dữ lắm, cái đầu nó còn gấu vậy trời. Con này con đó không hả? Đó không, này đó đó. Con này hả? Nó đực nọc mình đưa chú. Này tụi nó cũng vũ chứ người lạ dễ tụi đưa. Được kiến tính ra mà nếu mà trở nó không lỗi với cái con đầu tiên cặp đầu tiên nha, bị giấy là giờ là hai này một con nó không là đã hai bài rồi. Hai bài ha. Ừ. Có là hai bài rồi. Được nọc quá trời được nọc. Được rồi, tôi gì thấy anh thấy không? Cái gì? Nó nhảy chất lượng gì là ok à. Được nọc này nhảy ra rồi con mấy bài con này nó bự lên ta. Mặt mặt gì không? Hay là ở. Em cũng giá giữ giá lắm chứ không? Hơi gọn hơn trước đó lúc trở không? Nó sụt nó sao cái lỗ máy mà con đực mà nó sừng lông nó chứ nó không thì lông được nó chết thôi nó đi ra chứ nó được lắm em bị hai đòn em bóp rồi là em bóp thành nó lại chút nó mà nó gà chứ không chưa không nè cho biết nè cái con trái nè mình tối bực tại cái gì em thấy nó tạt rồi ngon rồi tối bữa nay nữa bà ba cũng nó nghỉ dưỡng đừng mà chứ đừng kìa trời. Dưới được coi, như không được không? Nên chị đi. Để ra đây 40 bát. Được cái này, mình nên cho chú uống cái này. Được rồi, mình đưa lại. Bây giờ 40 bát. Đó, lại. Rồi bắt lại, tôi nhảy hay thôi. Thử được, tôi làm luôn. Được rồi, khác. Chơi được cả 4 cái mấy. Thôi, tôi làm được, tôi làm luôn. Tôi để lại, tôi để lại luôn á. Món được mẹ thì giá luôn trời. Ra mấy bài con đẹp quá trời. Mà ra có đùi trắng nữa chứ. Thằng ơi ông chủ mà này mà nó ra một con bạch tạng là giàu luôn. Không giàu. Ra hai con đùi trắng không. Có tiền lên rồi. Giữ mấy con đó vừa lại. Có tiền trắng. Thế nào cũng được à. Nè. Và hai con này đặt mà sao lớn nó hơi nó. Màu trắng nhiều lắm mà sao lớn ra nó màu nó hơi đen lại. Hai đen lại. Cho nó trắng bạch vậy luôn ngon nè. Dạ. Nó bóng nó đẹp làm sao luôn á. Em chủ yếu là bầu thôi chứ còn không chị nào để cũng được không quan trọng. Nên coi là đứng coi em đâu mà đẹp cái luôn. Đứng đâu có mặt đâu. Nó ghê luôn. Cái đường cô. Anh để đi tự là anh chi, anh để nó lên giống tôi bảo đảm chứ không lên giống tôi thường cho con khác. Rồi chừng nào rồi nó bóng lộng, nó sợ mà. Nó uổng lắm ô, nó uổng cái vậy nó uổng lắm ô. Chết còn hụi luôn á. Ví dụ như giờ em chăm nó lâu. Nhưng mà giờ tôi buông về cái em bán cho người ta về tháng 2 tháng, 2 3 tháng sau nó lên giống cái anh tức, anh tốn nữa. Giống tụi bạn vậy mà bữa hôm cái ông ở nhà bè ông cũng giữ lại, giờ ông khói được hết. Tiếc luôn. Để đi, không có chuồng đây để chứ đưa lại. Bắt phụ cho anh đó. Nó vừa có lên thôi, vậy là thật sự ra lên anh mối phạt à. Cùng mày mà gậy hết năm nay mà sức đó mà nuôi giáo cái này luôn. Thôi để mày. Xong cái quay ra cái điện tháng hay tháng lên giống là khói lại là được ngày ngày đóng. Hôm đó đẻ có 2 con hả? Cái được hả? Được không? Được không hả? Ủa 3 lớn này 2 được nữa, 2 được có 1 cái à? Được 1 cái. Bởi vậy tôi nói chồng cái hiếm lắm. 4 hoặc 5 đứa mà hết 5 được rồi. Thôi 4 được rồi, không được 1 cái. Quá trời, được mẹ đẹp. Cái đầu gì như cái đầu gối gì mà yeah.
Con này chú bắt này nào ta? Đu lên đó, đu lâu. Chung riêng cái này nó lên đó đó. Rồi nó chung riêng cái này nó. Mà lúc đó nó mập 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 tới đó. Nhưng đó nó không có gì vậy, nó mệt sợ lắm. Quá trời. Giờ đẹp à? Giờ con này nó đẹp. Rồi lúc bắt nó là mập lắm con. Mình bự lắm, phải lắm. Nhìn nó ẩu ảnh lắm. Giờ chú ép cái nó. Anh sực. Cái này có duyên với anh Vũ, chữa cái này lại bao nhiêu lần. Nó gớm của nãy sáng con được chữa vậy 4-5 con bầu. Con bất cần trước con lấy cái bên đầu bông cái tin. Có 1 cái 2 cái mình để mũi rồi lên đối với mình ra thay. Mình để mình ra trước này. Bùng bùng thang, bùng bùng thang nha, làm nó gớt chứ. Mình ra đây là nhiều kia gớt lên chút xíu đây. Lên chơi thường nó quen rồi. Tiếng nữa là mình chơi nó tiếng hoàn tiếng hồi nó tiếng quen rồi. Đẻ nuôi con tốt là mấy lần sau là đẻ mập phải con luôn. Lúc đầu có này mình vẫn được này nè, nhưng mà để nào được không? Cho nó cái tràn động mà tràn động đó là thấy dương cái chỉnh giờ nó được chỉnh không mà là nếu cái chuyện gì con khác thì mình chỉnh được thì mình cứ để nghiên cứu rồi chứ ra mình nhé được rồi hả được rồi tính hình được này ngon quá nãy nhảy được cũng mẹ 4 ký mấy đến đâu vậy xuống giá rồi đó. Anh cho ăn cái gì đó? Gà mới có thịt gà nè. À, đúng cặp hai con gà đó nè, nó mới được. Thấy phân. Trời thủ ấy, tôi ngon lắm. À, cái gà nó ra gì vậy? Bình thường là đi đó nè, nó thấy gì lắm đấy. Còn cái này bạn đi đặt bu đi bài. Này mà anh Vũ chứ dễ lười được mày chờ đừng mà tôi tầm tới nó bắt ra chứ nè. Em gì đâu có mấy được đâu, tôi vẫn còn 2 con gì đó chứ đưa cho anh Ngô ở Đồng Nai 2 con chào rồi cố lên. Ngô Đồng Nai hối cực luôn rồi. Quá trời con đực này nó nhảy nó bung đòn nữa. Bung đòn ghê. Cái này mấy ký vô? Càng nhau biết. Bạn cứ lại cho con hơn 8 ký được ngày cái này đó tôi mua dạ. Tại vì hồi đó nó tính tôi ký. Đây cho anh Vũ nè. Đứng nhà này nói chứ cũng đứng nhà nó lên.
tỏi về được hai con. Con trước đầu tiên là nó lên sống rồi mà con được đem về nó mới được đâu. Con mà nó không năm triệu mà rồi bị định tỏi đó. Cũng có được rồi đó thì tới giờ là được hai bài là thân hai bài nữa. Quá trời mình. Mình như chiếc tàu đi. Giảm cân bị đấm luôn đó mà đều nó xuống cũng được không có không nó nhảy là nó ốm lại ốm hả sợ nó không nhảy nó mập nữa thôi chứ nhảy rồi là mong muốn nó tương tròn lại nữa còn nó trên đây là một người nữa. Đấy giờ có khói nào không? Cái mà lúc ba ông về làm mình cái nó thấy nó cũng làm đẻ mày hả? Hả? Đẻ mày hả? Không may mắn có gì đâu. Không đẻ cái mày hả? Em đẻ cũng ba ông bổ con hai con anh là đẻ trên rồi đó. Hai cái của anh đó. Được chân em đẻ rồi. Vậy cái là rồi tính lên anh. Tính mua con đực về đâm khối nhưng mà mấy con cái của em bị vậy cái con đực chung bày đó là bây giờ anh thấy là như nó nhỏ xíu con rồi nó không. Tính tránh kiếm con bự bự với vài cái nữa. Ở gần trong xóm ở trọng gần Kinh Hậu Giang nó mẹ mẹ mở với Thanh là lâu lâu về á. Vợ trọng đi Bình Dương rồi nó nghe nói nó bán lại vậy mới phân phân tới hỏi ở đâu gần đây không người cậu ở gần xóm á mà không nói á nhậu chung không nói rồi phân phân là lên trển mới mua được là hai con cái với con đực với nó có mẹ con Bobby. Thì con bây giờ chú hai mắt nè hai cái dưới lại vậy thấy vậy thôi em không có lên anh luôn mấy con đó bắt về thêm vaccine chưa không vậy nó đẻ rồi này vợ đẻ đẻ nó chích thì cũng phải chích chứ không chích tiêu à vaccine hả không chích tiêu à em nói không chích là anh nuôi 5 năm 10 năm cũng tiêu à tiêu là tiêu hết chạy luôn á tiêu hết chuồng luôn á là chích vaccine hết hả chưa có chích con nào chứ. Ủa bắt không hả vợ bắt về con em bố vợ chích đi chứ em không nghe là em là hư á bởi vì ông bắt về là nó có một bầu Bobby có một bầy Bobby rồi cái đầu nó dính bầu rồi có một con dính bầu còn con thì nó chưa đẻ rồi về em khối đồng mấy tháng trời với em khối dính luôn đồng mày rồi đẻ nó đẻ được ba con cái ổng đám con cha đó cái cũng đẻ chết hết con trời đòi cũng được thôi thôi mất cũng biết luôn rồi giống như đệ tử tôi ở Bà Bình Cà Mau nè đó nó nuôi tôi đốc nó nuôi ba con cái nó đó nó mới 28 tuổi cái ông kia ông kẹp tiền ông kia bán ở gần khớp ông kia bán 5 con mà ba cái hai đực cái nó nói thôi sư phụ xuống sư phụ bắt đi chứ còn nó tầy cái tôi chạy xuống tôi thấy trộm đẹp quá tôi nói thôi giờ em bắt không nuôi đi chứ em có ba con mà bây giờ nó sinh sản tốt gì nó còn ăn bầu nữa mà người ta kẹt tiền người ta bán chơi bời vậy ta kẹt tiền người ta bán anh thấy không ông già nó nói thôi chú Quyền nói vậy thì tôi xuất tiền để cho nó mua nó nuôi bây giờ nó mở chạy trăm mét vuông còn mấy con cũng cho hơn cái là con được về nó biết nhảy luôn rồi mà mấy con cái của anh nó mua về hai cái nó nhảy dính luôn ủa mà nhảy cái nó dính chơi mấy con nó dính chơi con lộn con giật đã chứ bốn mươi ba cái mấy à bốn mươi ba nhảy cả 4 cái rưỡi 46 à nhảy dồn là ba luôn nhảy cả 46 nhảy hai cái nào lộn chứ lộn tính ra con nhận ngộ em cũng hên bắt về hai con cái được đó là được tối hai con mấy chồng ta của anh là dính nhau luôn đó con nằm dính nhau luôn vậy nhờ đẻ hai con tốt rồi nó đang ôm mà hai bầy nè mấy cái đẻ hai bầy mấy con được rồi 16 con mà cái bầy trước thể lót ổ hai con rồi còn con một còn con cái đè hả nó bị đè hả đẻ thì kiểu như là nó gặn lâu quá mấy tiếng ngọt rồi đẻ nó ngọt đẻ sống nó yếu đẻ sống nhưng mà nó đẻ sống mà kiểu như con da nó hay bọt quá anh biết không rồi của nó hao quá hai con vậy thì tốt nhất cái tờ nó hay bị dở dở cái đó là cái tờ đó hai của anh cái tờ đó anh nuôi cho chồng con lên mà chồng con đó hôm đó mua anh hai con cái con đực đó mà con đực lên cho con không chạy được Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
trong trời làm như lâu quá hay gì đó, người ta lâu lại đó. Tôi nói rồi mà. Để em lứa, ngày lứa đầu tiên nó là chú hai bắt hang bao nhiêu vậy nè. Vậy đó. Còn đuôi trắng này. Hai con đuôi trắng. Hai con đuôi trắng. Mình nghĩ là cái này nó có đen rồi. Cái trắng. Thế nào con đổ có con bạch nạn. Bạch nạn được nè. Bốn ba. Hẹn về cho cậu 4 cái gữ, cái 4 cái 6, 4 cái 7 rồi đó. 6, 7 rồi đúng không? Dạ cho cậu 4 cái 6 rồi, lấy lên chứ không dư đâu, giờ hơi mập hơn hổm rồi. Mập tay đó, giờ mới lấy đó. Ảnh này, ảnh mới cho thấy con kia kìa. Phúc cưng hả? Phúc cưng. Còn gì đó. Đó, 9 con hả? Ồ, mà ông cái này không biết bữa nay là nhà bá rồi chứ gì đó. Cái đó làm như lộ thấy cái mồi đó cũng nên giống người ta. Nhanh lắm á, hay chơi cần tới 1 tháng ngoài 2 tháng. Vậy có sao nó không chơi với em của anh. Phát triển nó nở rồi đó. Phát triển nó phát triển được. Phát triển. Chắc cỡ 2 tháng nó chụp giấm giấm chừng quá. 2 tháng nữa làm giống rồi. Nó chấm á. Em không độ vậy đó. Nở chim mà kìa. Ừ. Tại vì nó không anh cưng, anh ta ăn đầy đủ. Đất cưng. Bách cưng. Đụng cái làm bẹp luôn. Bách cưng. Nhưng mình mong thấy bà nói vậy chứ đừng có nói thôi. Đúng chưa? Đâu cũng đâu tệ đâu ha, buông đòn ra đâu tệ đâu. Nuôi tay từ nhỏ lớn đó, đâu tệ đâu. Thôi vô đây, vô đây rồi mình tập cho các bạn. Thôi. Và hành trình cuối cùng là Quyền đi giao cho người em ở Châu Thành A của Hậu Giang. Và bây giờ Quyền xuống tới Dị Thanh của chú anh chị. Và xuống tới Dị Thanh cũng giao cho một ông anh, con chồng bầu. Thì ông anh ông cũng bắt của Quyền nhiều lần rồi. Thì cô chú anh chị ông mời lại là dùng một bữa cơm. Thì qua cái hành trình giao cho ông anh xong thì có hai ông anh ở Dị Thanh cô chú anh chị thì cũng nuôi bây giờ sinh sản hết rồi cô chú anh chị, và trộm rất là đẹp. Thì trên đường về thì cũng rất là chân thành cảm ơn hai ông anh ở thành phố Dị Thanh. Và lời cuối cùng, Quyền kinh trồng hương Đồng Tháp xin kính chúc cho một người em và hai ông anh thành công viên mãn, và chúc cho cô chú anh chị sức khỏe an khang thịnh vượng. Quyền kinh trồng hương Đồng Tháp xin kính chào cô chú anh chị.